Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini, tên là CT. Và hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là cái lô hồng ngọc mai nha. Và những cái hồng ngọc mai này bên vườn đã nuôi dưỡng khá là lâu, thì hiện tại đã lên chậu và đã cắt một cái bộ phơm tàn tròn tròn để về cô chú mình để bán. Và những cây này được bón rễ 2 lần cho nên nó nụ nguyên một cái cục như trên màn hình của chúng mình đang thấy. Và chiều cao những cây này tầm khoảng chừng 12 đến 15 đến 18 cm tùy cây. Và hiện tại những cây hồng ngọc mai này bên vườn đang giao lưu với giá là một cặp 190.000 bao ship. Còn nếu như cô chú mình lấy lẻ thì 80.000 một cây. Nó loại đế cục bón quá như vậy. Cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con nha cô chú. Và cô chú mình có muốn mua số lượng nhiều với cái giá mềm hơn thì cô chú mình cứ liên hệ trực tiếp, vườn con sẽ báo giá mềm hơn cho cô chú mình lấy số lượng về bán nha. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem. Cô chú mình thấy ưng á, những cái hồng ngọc mai này thì cứ bấm vô số điện thoại liên hệ trực tiếp hoặc là kết nối Zalo nha. Còn cây thì con quay làm sao thì con gửi riêng chạy nha. Cô chú mình có muốn xem cây trước thì cứ kết nối Zalo rồi con gửi hình.